Chào mừng các bạn đến với channel Kitten Mèo VN. Hôm nay mình đang quay trên màn hình các bạn đây, đó là bé gà Bella. Hôm nay chúng ta có một vị khách, đó là bé gà Bella và mèo Min. Thì khi mình nhìn thấy gà Bella thì rất là sợ hãi, nó vẫn chưa quen. Min này, Min vẫn chưa quen với bé gà. Min chưa quen với bé gà nên là Min đang ngồi ở đây. Bé gà đang khám phá lên đây. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ channel Kitten Mèo VN của mình nhé, để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo.